Lạy Đấng Tam Giới Tôn ấy, quy mạng mười phương phân, con nay phát nguyện đồng mấy tổ trì kinh Địa Tạng. Trên đền con ơn nặng, dưới cư khổ tam đồ, hên mộng báo thân này sanh qua cõi cưng là ai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bồ Nguyện Xưng Danh Hiệu Chư Phật Pháp Thứ Chín Lung Đa Ngài Địa Tạng Bồ Tát Bạch Cung Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, này con vì chúng sanh trong đời sau mà vô bài sơ lợi ích, làm cho trong vòng sanh tử đằng nhiều lợi ích lớn, cuối xin Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ông muốn khởi lòng từ bi cứu với tất cả chúng sanh, mà khoai tội khó trong sao đường, mà diễn nói sự chẳng thể nghĩ bàn. Bây giờ chính đã phải lúng vậy, ông nên nói ngay đi, và sư ông có thể sớm làm xong nguyện đó. Ta giàu có vào niết bàn cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sanh ở hiện tại và về lại nữa. Ngài Địa Tạng Bạch Cung Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếm về thuở quá khứ, có đừng vào ra đây là vô biên thân như là như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời sanh lòng cung kính, liền đằng siêu việt tội nặng sanh thương. Trong bốn mươi kia muốn là vẽ đâm hình tượng cúng dường phán tháng, người này được vô lượng vô biên phương lợi, lại hằng hà xa kiếm về thua quá khứ, có Đức Phật ra đời yêu là bưu thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây, phá tâm quy với Phật trong khoảng khai mong tài, người này tròn hằng không còn thôi chuyến nơi đạo vô thường chánh giác. Lại về thua qua thứ có Đức Phật ra đời hiểu là ba đầu ma tăng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thoáng qua lộ tai, người này sẽ được một nghìn lần sanh lên sáu tầng trời coi dung huân. Nữa là chí tâm cưng niệm lại bà ca thuê, bà ca thuê vô số kim về thua quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là sư tư hống Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà phán tâm quy, chừng trong một niềm người này sẽ đang gặp vô lượng càng đứng phần xoa đăng thọ khí cho.
Nói về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời, hiểu là câu lưu tôn Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây chỉ tâm chiêm ngưỡng lễ bái hoằng lại tang thang. Người này nơi pháp hội có 1.000 Đức Phật trong hiện kiếp làm vị đại phạm vương đắng Phật thoát khi đạo vô thượng, cho lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật này, thời mãi không còn xa đọa vào chốn ăn đào, thường được sanh vào chốn trời, người hưởng lấy sự vui thù thắng vi diệu. Lời vô lượng vô số hằng hà sa kim về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Đa Bưu Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đấy, liền khỏi đọa vào an đạo, thường ở tại cung trời, hương sư vui thù thắng vì diệu. Lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu Bưu Tướng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, sanh lòng cung kính, không bao lâu người ấy sẽ đặng qua la hán lại vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Ca Sa Tràng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến hiệu của Đức Phật đây, thời người này sẽ siêu thoát tội sanh tứ trăm đại kiếp, lại về thuở quá khứ có Đức Phật Sơn Vương Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời người này đang ngâm hằng hà chư Phật, nói nhiều pháp màu cho đều đang thành đạo Bồ Đề. Lại về thuở quá khứ có Đức Tịnh Nguyệt Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Trí Thắng Phật, Đức Tịnh Danh Vương Phật, Đức Trí Thành Tự Phật, Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Tinh Phật, Đức Mãn Nguyệt Phật, Đức Nguyệt Diệu Phật, có ba ca phía Đức Phật Thế Tôn Như Thế Tăng Ca chúng sanh trong thời hiện tại cùng có vị lai. Hoàng là trai, hoàng là người, hoặc người nam hoàng người nữ, chi niệm đưa và danh hiệu của một Đức Phật thôi sẽ được vô lượng công đức, nữa là niệm được nhiều danh hiệu. Nhưng chúng sanh đó lung sanh lung tử đằng nhiều, vừa lời không còn phải đoa vào an đạo nữa, như có người nào sắm mạng chung hàng thân quyến trong nhà, nhân đến một người vì người bình sắm trên đó mà niềm lớn tiếng. Danh hiệu của môn đơ phân thời người trên đó, trừ năm tội lớn vô gian ca nghiệp ba đều tiêu sanh, cả năm tội lớn vô gian kia dầu rắn nặng nề, đang lệ phải trái qua ức kiếp hằng không ra khỏi đằng qua khôn. Nhưng bài lũng lâm chung nhờ người ca vì đó mà xưng niệm danh hiệu của Phật, cho nên những tội năng đó cũng lần lần tiêu sanh, huống là chúng sinh tự mình xưng danh hiệu của chư Phật. Người này đang vô lượng
lành trừ diệt vô lượng thốt kinh Địa Tạng Bồ Tát bồn nguyện quyến trung hết bốn hành Địa Tạng thệ nguyện rồng sâu gầy vàng châu sáng độ chúng sanh. Lùng khó không ngàn tấn kiên thành khỏi mang khó trầm luân Nam Mô Thượng Trụ Thập Phương Pháp Nam Mô Thượng Trụ Thập Phương Pháp Nam Mô Thượng Trụ Thập Phương Pháp Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Ma Ban Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thầm Ban Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiều Kiên Ngũ Uẩn Giai Không Đổi Những Thế Cô Anh Xa Lời Tư Sanh Bất Gì Không Không Bấn Gì Sanh Sanh Tưng Thì Không Còn từ thi sanh khó thương hành thương di phụng như thi xa lời từ thì chưa phá không tướng bơ sanh bân diệt bân cao bơ tịnh bơ tăng bấn giam thì có không trung vô sanh vô thọ thương hành thân vô nhàn nhị thi địa tăng y vô sa tịnh nương vì sung pham vô nhàn giới này chi vô ý thân giới vô minh diệt vô minh tân này chi vô lao từ diệt vô lao từ tân vô khó tâm diệt đạo vô tri diệt vô đăng diệt vô sa đăng cô bồ đề tạng đồ y bắn nhờ ba la mật đa cố tâm vô quay ngài vô quay ngài cô Bồ cùng bồ biến lê điện đa mộng tấn cứu canh ni bà tam thế chư phật nghi bằng nhã ba la mừng đa cố đăng a nậu đa la tam miêu tam bồ đề cô trì bằng nhã ba la mừng đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đằng đằng chung Năng cử nhân thế cô chân thiện bằng ngự cô thuyết bằng nhà ba la mật đa chú thường thuê chú vi đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà ha yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà ha yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà ha bà nhân thế nghiệp chứng căn bản đa sanh tịnh độ đà la ni nam mô a di đà bà già đa tha già đa già đa điện già tha di đi đô bà tì a di đi đa tấn tâm bà tì A di đi đa tì ca lăng đề a di đi đa tì ca lăng đa gia di ni già già na chi đa ca lê ta bà ha nam mô a di đa bà già đa tha già đa điện già tha di đi đô bà tì a di đi đa tơ đam bà tì a di đi đa tì ca lăng đề A di đi đa tì ca lăng đa gia di ni già già na chi đa ca lê ta bà ha nam mô a di đa bà già đa tha già đa điện già tha di đi đô bà tì a di đi đa tấn đam bà tì a di đi đa tì ca lăng đa A di đi đa tì ca lăng đa gia di ni già già na chi đa ca lê ta bà ha Đà Phật Thân Kim Sa Khe Tướng A Quang Minh Vô Đặng Luân Bành Hào Uyên Chuyên Ngũ Tu Di Cám Mung Trần Thánh Tứ Đại Hải Quang Trung Hóa Phần Vô Số Ứng Hoa Bồ Tát Chúng Diệt Vô Biên Từ thăm ba nguyện đồ chúng sanh, cứu pháp hàm linh đang bị ngàn ngày Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Nam Mô 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 A Di Nam Mô A Di Đà Phật 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 Nam Mô A
Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Mười phương chư Phật ba đời A Di Đà Bực nhất chẳng rời quần san sen vàng chín pháp thắng dành anh. Ôi linh đấng cả đã dành vô biên nay con dựng tâm lòng thiền quy y với Phật Sam liền tôi căn phước lành con có chi chăng. In nhiều quê con nguyện rằng về tay nguyện cùng với bạn tu đây tuy thời cảm ứng hiện nay điểm lành biên giờ biết khắc rõ rành. Làm dung tàn mặt cánh lạnh tay phương, thấy nghe chánh niệm hơn thường, vãng sanh là quấn đồng nương hoa vàng, hoa nơ thấy Phật rõ ràng. Thuộc vọng sanh tứ đô an muôn loài, phiền ná vô biên thể dừng trừ, pháp môn tu hồng chẳng còn dư, chúng sanh nguyện độ
Đà Phật cùng nhau chứng tri như ai hư không coi nó dầu cùng nguyện trên còn mãi chẳng cùng chẳng thiên. Không tình cũng có đồng nguyện trí mạo của phần đồng viên đồng thành. Nay con lại nguyện tu hành phổ hiền nguyện lớn sẵn dành mười môn. Một là nguyện lại Thế Tôn hiền thân chư Phật hên lòng kinh tinh. Phần đứng rộng thanh lời hay tiếng tốt thân tình người cam. Ba thời sắm đủ hương hoa tràn phan bao cái dâng ra cúng dường. Bốn vì mê chấp lầm đường tham sân nghiêm chướng con thường sám luôn. Năm suy công đứng vàng muôn của phàm của thánh con đồng vui ưa. Sau khi Phật chứng thượng thừa phàm màu con thánh đã vừa truyền trao. Bay lòng chẳng chung lãng sao cầu xin chư Phật chớ vào vô dư. Tam thường tu hồng đại thừa bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con. Chính thế chẳng dám mỏi mòn dẫn diệu muôn loài đều tròn phàm thân. Mười đêm công đức huân mọi loài cùng hướng khắp trần cùng vui. Điều nguyện lớn nguyện rồi nguyện về cực lạc ngồi tòa sen. Niệm Phật con đệ thù thắng hành này vô biên thắng phước giai hồi hướng ơi vô nguyện phạm giới chư chúng sanh tông vang vô lượng quang Phật sang. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chân minh liệu, phó nguyện thôi chương tấn tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, cử phẩm liên hoa vi phù mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh bâng thôi Bồ Tát vì bàn lượng. Nguyện gì từ công đức phó từ nhân thiên ngã đằng giữ chúng sanh giai công thành Phật đạo. Tự quy Phật tự quy